nay Bella đi về Thái Bình, đi về chỗ New Style ở chỗ Thái Bình hát, chưa kịp đến quán bar hát thì giờ cái người taxi này chở đến hết có 30.000 tiền taxi thôi. Thế là cho mấy cái người đệ của nó đi ra quay hình Bella cho lên trên mạng. Xe ở biển 170536 này, biển của Thái Bình ấy, nó ra nó cho mấy người dân xã hội lên quay phim bảo Bella nợ mình, nó mà mấy chục nghìn xong nó tung Bella lên trên mạng đấy. Đúng là cái loại chó mà hát taxi Hoàng Hà Thái Bình ấy, mọi người đi đường đi xe phải cẩn thận nhất, thằng đấy nó giật đồ xong úp sọt cho đấy.